4. Đại kim xí điều vương phấn tấn, vì cả nước tham ái, phá trừ vỏ ngu si, chụp bắt các rồng độc phiền não, khiến cho thoát khỏi biển lớn khổ sinh tử. 5. Đại sư tử vương phấn tấn, vì an trụ vô ý bình đẳng đại trí huệ, dùng làm khí trượng, phá tan tất cả chúng ma và ngoại đạo. 6. Dũng mãnh phấn tấn, vì có thể ở trong đại chiến trận sinh tử mà giải tan tất cả oán địch phiền não. 7. Đại trí phấn tấn, vì biết uẩn, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn, biết giới, bên trong có mắt tai mũi lưỡi, thân ý, sáu căn, bên ngoài có sắc thanh hương vị, xúc, sáu trần, giữa có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, sáu thức, cộng thành 18 giới. Lại biết xứ, sáu căn và sáu trần, cộng thành 12 xứ, và các duyên khởi từ tại khải thị, tất cả các pháp của chư Phật nói. 8. Đà La Ni phấn tấn, vì dùng sức niệm huệ để tu trì Phật Pháp, vĩnh viễn không quên mất tùy thuận căn cơ của tất cả chúng sinh, vì họ tuyên nói tất cả Phật Pháp. 9. Biện tài phấn tấn, vì không có mọi chướng ngại, tốc độ rất mau chóng, phân biệt được tất cả, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, sinh tâm hoàn hỷ. 10. Như Lai phấn tấn, vì trí huệ nhất thiết trí, pháp trợ đạo thầy đều thành tựu viên mãn, dùng một niệm trí huệ tương ưng, người đáng đắc được, tất cả đều được. Người đáng được giác ngộ, tất cả đều được giác ngộ. Bồ Tát ngồi tòa sư tử, hàng phục tất cả chúng ma và oán địch, thành tựu oan đậu đa la tam hiệu tam bồ đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là 10 thứ phấn tấn của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tự tại phấn tấn vô thượng của chư Phật đối với tất cả các pháp. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ sự tử hống. Những gì là 10? Đó là xứng rằng tôi chắc chắn sẽ thành chánh đẳng giác, là Bồ Đề Tâm Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh chưa độ được độ, chưa giải thoát được giải thoát, chưa an lạc được an lạc, chưa niết bàn được niết bàn, là Đại Bi Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ khiến cho hạt giống Phật Pháp Tăng không đoạn tuyệt, là Báo Ân Như Lai Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, là Thệ Nguyện Chốt Giáo Kiên Cố Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ trừ diệt tất cả đường ác và các xứ nạn, là Tự Giữ Tịnh Giới Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ đầy đủ thân lời và ý tướng tốt trang nghiêm của tất cả chư Phật, là Cổ Phước Không Nhàn Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ thành tựu viên mãn hết thảy trí huệ của tất cả chư Phật, là Cầu Trí Không Nhàn Đại Sư Tử Hống. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ sư tử hống. Những gì là 10? Đó là Bồ Tát sướng lớn tiếng rằng: 1. Tôi chắc chắn sẽ thành Phật chánh đẳng giác, là Bồ Đề Tâm Đại Sư Tử Hống của Bồ Tát, làm kinh động tất cả thiên ma ngoại đạo, khiến cho chúng hàng phục, không thể nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người tu đạo. 2. Tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh chưa độ được độ, chưa được giải thoát được giải thoát, chưa được an lạc được an lạc, chưa được niết bàn được niết bàn, là Đại Bi Đại Sư Tử Hống của Bồ Tát. 3. Tôi sẽ khiến cho hạt giống Phật Pháp Tăng vĩnh viễn không khi nào đoạn tuyệt, tiếp tục thường trụ tại thế gian, là Báo Ân Như Lai Đại Sư Tử Hống. 4. Tôi sẽ trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật, là Thệ Nguyện Chốt Giáo Kiên Cố Đại Sư Tử Hống của Bồ Tát. 5. Tôi sẽ trừ diệt tất cả đường ác và các xứ nạn, là Tự Giữ Tịnh Giới Đại Sư Tử Hống. 6. Tôi sẽ đầy đủ thân lợi ý ba nghiệp thanh tịnh và đắc được tướng tốt trang nghiêm của tất cả chư Phật, là Cổ Phước Không Nhàn Đại Sư Tử Hống. 7. Tôi sẽ thành tựu viên mãn hết thảy trí huệ của tất cả chư Phật, là Cầu Trí Không Nhàm Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ diệt trừ tất cả chúng ma và các ma nghiệp, là Chánh Hạnh Dứt Các Phiền Não Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ biết rõ tất cả các pháp không tà, không chúng sinh, không thọ mạng, không người, không vô tướng vô nguyện, tịnh như hư không, là Vô Sanh Pháp Nhẫn Đại Sư Tử Hống. Tối hậu sanh Bồ Tát chấn động tất cả cõi nước chư Phật, đều khiến cho nghiêm tịnh. Bấy giờ tất cả thích phạm tứ vương khen ngợi thỉnh cầu: xin Bồ Tát dùng pháp vô sinh mà hiện thọ sinh. Bồ Tát liền dùng mắt trí huệ vô ngại quán khắp tất cả chúng sinh thế gian, không ai bằng ta, liền thị hiện đản sinh ở nơi cung vua, tự đi bảy bước đại sư tử hống. Ta ở nơi thế gian là tối thắng đệ nhất, ta sẽ vĩnh viễn chấm dứt bờ mé sinh tử, là như thuyết mà làm đại sư tử hống. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đã được Đại Sư Tử Hống vô thượng của Như Lai. 8.
Tôi sẽ diệt trừ tất cả chúng ma và các ma nghiệp, là tu chánh hạnh, dứt các phiền não, đại sư tử hống. 9. Tôi sẽ biết rõ tất cả các pháp, không cái ta, không chúng sinh, không thọ mạng, không người, không vô tướng, vô nguyện, thanh tịnh như hư không, là vô sanh pháp nhẫn, đại sư tử hống. 10. Tối hậu sanh, Bồ Tát chấn động tất cả cõi nước chư Phật, đều khiến cho trang nghiêm thanh tịnh. Lúc đó tất cả trời đế thích, đại phạm thiên vương, hộ thế tứ thiên vương đều đến trước khen ngợi thỉnh cầu. Chúng con xin Bồ Tát dùng pháp vô sinh mà thị hiện thọ sinh. Bồ Tát liền dùng con mắt trí huệ vô ngại, quan sát khắp tất cả chúng sinh thế gian không ai bằng ta. Liền thị hiện đản sinh ở nơi cung vua, tự đi 7 bước đại sư tử hống. Ta ở nơi thế gian là tối thắng đệ nhất, ta sẽ vĩnh viễn chấm dứt bờ mé sinh tử, là như thuyết mà làm đại sư tử hống. Đó là 10 thứ sư tử hống. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại sư tử hống vô thượng của Như Lai.